Các bạn đã quay trở lại với livestream trực tiếp của Thẩm mỹ quốc tế Bali. Hiện tại thì như các bạn đang thấy là mình đang ở phòng trẻ hóa da công nghệ cao. Và hôm nay thì mình đã livestream cho các bạn gần như là hoàn toàn bộ quá trình trị liệu của chị Tĩnh, là một trong những khách hàng U45 rồi. Và đây là hình ảnh của chị trước khi mà đến với Thẩm mỹ quốc tế Bali. Và bây giờ thì chị đang ở trong những cái shop quế của chương trình trị liệu với công nghệ Therma FLX 4.0. Bây giờ thì mình sẽ mời chị ngồi dậy để xem là chị có cảm nhận như thế nào và chị có thấy thoải mái trong cả toàn bộ quá trình làm không nhá. Bác sĩ đã xong hoàn toàn rồi đúng không ạ? Vâng. Dạ vâng. Chị ơi cứ giấu cái gương đã để tí nữa cho chị nhìn sau cho nó khách quan. Bây giờ chị làm lại nhanh như thế. À vâng ạ. Lúc nãy em thấy chị còn sốt sình sịch ra vì tại vì chị còn vội lên máy bay đúng không ạ? Bình thường là mình sợ là mất nhiều thời gian nên là mình không có thời gian để đi đấy. Dạ vâng. Đây là lần đầu tiên mình đi. Mình đi làm đẹp đúng không ạ? Sau khi kết thúc cái buổi trị liệu ngày hôm nay bây giờ chị cảm nhận thế nào? Chị cảm thấy có bị khó chịu không? Cái da nó căng bóng hơn, rất là dễ chịu. Nó săn săn hơn đúng không chị? Cái này thì xong thì mình có phải trang điểm luôn được không? Chị trang điểm thoải mái. Đối với quá trình riêng với điều chỉnh đấy. Chiều chị đi có việc thì dạ vâng. Em nghĩ sợ chị nhìn gương xong là chị còn cảm nhận. Vâng, bây giờ em sẽ mời chị soi gương nhé. Để xem lại toàn bộ kết quả của mình nhé. Nó căng bóng hơn hẳn nhỉ? Dạ vâng. Có sự đàn hồi, nó không bị... Cái này cần tự tin chưa chị? Có cần phải trang điểm nhỉ? Chị nghĩ là chắc chỉ là bôi thêm một lớp kem chống nắng nữa thôi. Dạ vâng. Okay, chị ơi đây là hình ảnh của mình trước khi mà điều trị nhá. Có nhìn thấy sự khác biệt nhiều không chị? Nhìn trước của chị thì nó không đều. Sắc tố nó gần như là không đều nhau đúng không ạ? Sắc tố nó không đều mà da của chị là lỗ chân lông to này. Dạ vâng. Nhờn. Vâng. Cái khuôn mặt của mình nó hơi cung một chút. Bây giờ mọi người có thể nhìn thấy là cái gương mặt của chị rất là plain. Dạ vâng. Cái rãnh nó cải thiện rất là tốt. Dạ vâng ạ. Cái mục đích chính của chị là cái vùng mắt của chị này, mặc dù chị sử dụng rất nhiều cái kem che khuyết điểm của chị nhưng mà không đạt được kết quả hợp lý đúng không ạ? Không nghĩ là nó như này. Dạ không nghĩ được đúng không ạ? Thời gian rất là nhanh. Dạ vâng. Cái hiệu quả này nó còn được tiếp tục. Cái này thì chị làm này thì thời gian được có lâu không? Thời gian được lâu, ngày hôm nay là cái buổi hôm nay là cái hiệu quả bây giờ là chị mới đạt được một phần thôi, nó còn tiếp tục nó tăng sinh collagen, cái da của chị nó còn tiếp tục săn chắc, nó cải thiện cái nếp nhăn và cũng như là cái độ chảy xệ nó. Cái này thì bao nhiêu lâu mình sẽ phải sử dụng lại cái dịch vụ này? Riêng đối với cái lập trình Thermax FLX 4.0 săn quá. Lúc nào chị có nhu cầu chị muốn đẹp nữa thì chị có thể làm là sau sớm nhất là sau 6 tháng. Đấy là nếu khách hàng thực sự có nhu cầu, còn đối với cái da này nó quá nghiện rồi. Nghiện rồi. Với một cái liệu trình như thế này và giá tiền như thế thì đến cái tuổi của chị thì nó hợp lý đúng không chị? Dạ vâng. Tại vì thay vì các chị bỏ cái thời gian ra chăm sóc gần như là tuần nào cũng đi chăm sóc thì chị có thể mất thời gian đúng rồi ạ. Có thể tiết kiệm bằng cách như thế này mà hoàn toàn là nó cũng rất là hợp lý đối với các chị, mà đặc biệt là các chị rất là bận rộn nữa. Chị ơi thì nhân đây thì chị cho em hỏi một chút là đối với cái tình trạng của mình thì anh nhà của mình thì có bao giờ phản nàn hay là vì sao mà vợ lại đúng rồi da vợ có anh, con anh nhà chị thì không để ý lắm đúng không ạ? Không để ý lắm đâu. Vâng. Thế nhưng mà tại vì chị hay make up suốt ngày mà. Thế này thì chắc là cũng thấy sự thay đổi. Dạ vâng. Ví dụ nếu mà thấy trang điểm là có. Đúng rồi. Sẽ thấy biểu hiện lạ. Vì nhiều khi là mình sẽ mất rất nhiều thời gian để trang điểm. Vâng. Trước khi ra ngoài lúc nào mình cũng mất rất nhiều thời gian. Hình như là em thấy là bạn gái nhà mình còn đang đợi dưới nhà đúng không ạ? Là bạn là người trực tiếp đưa chị đến đây ạ? Đúng rồi. Ôi thế là con gái còn tìm giúp mẹ tìm những cái nơi để làm đẹp đúng không ạ? Đi rất là xa đấy, mình đi rất là xa. À vâng, em thấy hồ sơ của mình là tận trên Thái Nguyên cơ đúng không ạ? Mình tìm được đến với bên em là đã là rất là vất vả rồi. Và nhân đây thì em xin phép thay mặt Thẩm mỹ quốc tế Bali thì sẽ tặng chị một món quà đầu xuân. Đó là một gói chăm sóc da trị giá là 15 triệu chị nhá. Vâng, em cảm ơn chị. Chị cảm ơn nhé. Dạ vâng. Đầu xuân là đầu xuân là có lộc lì xì đấy chị ạ. Như mình mong muốn vừa được chăm sóc da. Dạ vâng, cảm ơn chị nhé. Và hy vọng là chị và con gái sẽ cùng đến với bên em để có thể chăm sóc da chị nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi livestream trực tiếp của Thẩm mỹ quốc tế Bali và hy vọng rằng các bạn sẽ gọi điện hoặc đến trực tiếp với địa chỉ 463 Kim Mã Ba Đình để có thể nhận được những lì xì lộc đầu xuân của Thẩm mỹ quốc tế Bali nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi livestream và hẹn gặp lại các bạn ở những livestream lần sau.